Phương pháp dạy thì rất là hay. Cô dạy mình như kiểu là mình là một người con trong nhà luôn. Có gì dạy đấy hết, không có gì giữ bài cả. Và cô rất nhiệt tình. Bất kỳ lúc nào bạn có nhu cầu hoặc là có khó khăn gì thì cô đều sẵn sàng gọi hỗ trợ và giúp đỡ. Đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn cho mình về hơi thở, tập thở đúng cách. Như bạn biết đấy, khi mà mình làm chủ hơi thở thì mình sẽ làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta hãy là người thở một cách chủ động chứ đừng thở trong bị động. Sau khi mà thở đúng cách rồi thì cô sẽ dạy các kỹ năng về phát âm qua hát, và tự nhiên là mình đã sửa được cái ngọng của mình. Sau khi học xong thì điều mình thích nhất là mình đã có cái chủ động trong việc thở. Khi làm chủ được hơi thở thì mình đã có một cái sức khỏe rất tốt, cũng như là kỹ năng tư vấn của mình tăng lên khi mình có thể nói chuyện với khách hàng cả ngày cũng không cảm thấy mệt hay là đau họng gì cả. Bên cạnh đấy thì khi mà đi gặp khách hàng ấy, mình có thể ca hát một bài hát rất là nhỏ thôi, cũng có thể kết nối đến khách hàng và chạm khách hàng bằng những cái cảm xúc của những cái bài hát.